Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Natural Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Huyền, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà phê sáng sang thời sự thế giới. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Little Sài Gòn TV theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ hai hôm nay. Và thời tiết có thể nói rằng đã biến chuyển một cách nhanh chóng, và họ còn nói rằng thời tiết ở miền Nam California sẽ lên xuống như là roller coaster. Thế thì thời tiết hôm nay và trong những ngày tới như thế nào, Thảo Huyền? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó sáng sớm quý vị đi làm là thấy coi như trời đen thui mù mịt hết rồi, mưa bụi nhỏ nhỏ nữa. Chính vì vậy hôm nay với ngày mai đó nhiệt độ khoảng đâu 73-74 độ là cao, nhưng mà rồi bắt đầu thứ tư trở đi quý vị thấy cái nhiệt độ rớt hẳn xuống luôn, coi như là từ thứ năm cho đến gần cuối tuần đó xuống còn có 60+ độ thôi. Đặc biệt thứ năm đó là cái cơ hội mà mưa cũng nhiều hơn nữa, 15% trở lên thưa quý vị. Và nhìn chung, nói chung là khoảng quán thứ hai tuần sau luôn mới thấy là có mấy ngày trời nắng là khoảng đâu 76-77 độ, chứ còn quanh quẩn là chỉ có 72-73, trời bắt đầu lạnh hẳn rồi thưa quý vị. Đến mãi chủ nhật mới có tí nắng trở lên. Trong khi đó, tình hình kinh tế của Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay có một báo cáo không thể tưởng được thưa quý vị, và đó là lý do khiến cho Quỹ Dự trữ Liên bang rất lo âu. Bởi vì nhiều người cứ nói rằng tình trạng kinh tế Mỹ sẽ gặp suy thoái. Cái chữ suy thoái thì được sử dụng một cách rất là lỏng lẻo. Bởi vì suy thoái như thế nào? Khi mà công ăn việc làm vẫn còn quá nhiều. Đó là yếu tố quan trọng nhất để có thể xác định được nền kinh tế Mỹ có thực sự suy thoái hay không. Mặc dù chúng ta đương đầu với tình trạng lạm phát cao, điểm yếu tố thứ nhì đó là người tiêu thụ có giảm chi tiêu nhiều hay không. Họ giảm chi tiêu nhưng mà phải giảm nhiều, cộng thêm công ăn việc làm không có, rồi vay mượn nợ khó khăn. Đó là các yếu tố dẫn đến sự suy thoái. Ngoài ra, những suy thoái đã có trong quá khứ là do tình trạng sụp đổ của một lĩnh vực kinh tế, trong đó khu vực địa ốc. Như chúng ta đã thấy rằng nền kinh tế Hoa Kỳ gặp suy thoái nặng nề năm 2006 trở đi. Thế nhưng giờ đây với những cái con số, và sáng ngày hôm nay đã Quỹ Dự trữ Liên bang, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và các chuyên gia về kinh tế cho biết trong 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 vừa qua, nền kinh tế Mỹ đã tăng vượt trội 4+% thưa quý vị, trên 4%. Và con số này đã khẳng định đó, nền kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục làm nền kinh tế khổng lồ vượt trội nhất trên thế giới. Không có một quốc gia, không có một khu vực nào có thể vượt quá nền kinh tế của Hoa Kỳ. Chúng ta có đến hơn 20.000 tỷ Mỹ kim của nền kinh tế Mỹ, mà mức tăng trưởng đó họ nói rằng 4,3% từ tháng 7 đến tháng 9. Thứ hai nữa đó, Bộ Thương mại báo cáo cho biết đó, người tiêu thụ vẫn tiếp tục chi tiêu tăng mạnh cùng thời điểm 4%. Chúng ta thấy hai yếu tố. Thứ nhất đó là nhờ người tiêu thụ, và Hoa Kỳ phải xuất cảng bán được hàng, trong đó kể cả các dịch vụ nữa, thì nền kinh tế mới tăng trưởng được hơn 4%. Và người tiêu thụ thì tăng. Cộng lại, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo số công ăn việc làm vẫn còn quá nhiều luôn, gần 10 triệu, 9 triệu mấy, gần 10 triệu công ăn việc làm. Đó là lý do các số liệu liên quan đến việc làm trong tháng 9 đã tiếp tục vượt quá các tiên đoán của các kinh tế gia. Trước những diễn biến này, ngày hôm nay công trái phiếu 10 năm đã lên mức
trên 5%. Bây giờ thì 4,897%, nhưng mà họ nói rằng con số có lúc đã vượt quá 5%. Tin tức sáng ngày hôm nay họ báo cho biết như thế. Bây giờ thì nó tụt giảm. Lý do là quá nhiều người nhảy vào để mua công trái phiếu. Cao nhất từ 2007. Và trước đó thực sự cái con số này chúng tôi đã gửi đến quý vị cả 2-3 tuần lễ trước rồi. Có lúc nó nhảy lên gần 5% rồi nó sẽ xuống. Khi mà số người nhảy vào mua càng nhiều đó, thì cái số liệu nó càng gây ảnh hưởng. Khi mà nhắc tới công trái phiếu 10 năm, chúng ta không thể không nhắc tới phân lời địa ốc 30 năm. Bởi vì dựa trên con số này, nếu mà cộng vào, quý vị có thể phải cộng tới 2,5, 2,75 và 3%. Tùy mỗi căn nhà quý vị mua. Và như vậy nó chòm chèm gần 8% để mua. Tuy nhiên các khu vực nóng từ San Diego cho tới Los Angeles, lần đầu tiên trong lịch sử, nhà của San Diego đã vượt quá 1 triệu Mỹ Kim là giá nhà trung bình ở San Diego. Trong khi đó giá nhà trung bình ở Los Angeles khoảng trên 800 ngàn mà thôi. Đã vậy, cái số trong kho, tức là nhà đang bán á, lại rất là ít. Và với cái tình trạng đó, nếu nhà mà có nhiều để bán á, thì mới dẫn đến cái tình trạng mà thị trường của người mua, còn bây giờ vẫn là thị trường của người bán. Bởi vì sao? Người ta không giảm giá, thưa quý vị. Đó là tất cả những cái diễn biến của nền kinh tế trong vài tuần lễ vừa qua. Và với tình hình này đó, Quỹ Dự trữ Liên bang có lẽ sẽ khó lòng để cắt giảm lãi suất hoặc là ngừng tăng lãi suất. Đó là mối quan tâm lớn nhất. Vì thế chúng ta vẫn thấy Dow Jones có thể là họ sẽ theo dõi và mua cổ phiếu ngày hôm nay. Nhưng mà đến giờ phút này sáng nay thì xuống 9 điểm mà thôi. Nghĩa là nó lên xuống chập chờn lắm. Nasdaq thì ngược lại, các báo cáo cho thấy các ngành công nghệ cao, dịch vụ vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nasdaq đã lên trở lại 42 điểm sau một tuần lễ vừa qua xuống thảm. S&P 500 lên được 5 điểm. Và giá vàng ngày hôm nay, giá dầu xuống 74 sen, 87 đồng 34 sen vẫn còn cao gần 90 đồng. Vàng thì xuống trở lại sau khi các báo cáo liên quan đến nền kinh tế Mỹ tăng trưởng hôm nay dưới mức 2.000 rồi, 1.988, sau khi đã lên được một ngày hôm thứ Sáu vừa qua trên 2.000. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Tennessee cho biết hiện nay họ đang truy lùng một nghi phạm đã không biết bằng cách nào đó trốn thoát khỏi một cái xe áp giải của cảnh sát, y vốn là đang bị giam giữ ở tại một sở cảnh sát. Sáng hôm thứ Tư tuần trước đó, đang từ cái sở cảnh sát đi đến tòa để mà ra tòa cho những cái sai phạm. Thì trên cái đường áp giải đó bây giờ vẫn không hiểu bằng cách nào mà cái tay này lại có thể đập bể cái kiến xe để mà trốn đi. Thì đây là hình ảnh của Sean Williams, 51 tuổi thưa quý vị. Bây giờ theo hồ sơ từ phía tòa án đó là y bị bắt vào tháng 4 năm nay. Lúc đó đó cảnh sát đang điều tra một cái vụ là y bị tố sở hữu giống như những cái đoạn phim khiêu dâm trẻ em. Thì khi mà cảnh sát có search warrant, họ vào nhà họ lục soát đó, thì họ lại tìm thêm được một cái số lượng lớn cocaine với lại giống như là drugs này nọ. Cho nên thành ra là từ một cái tội đó nó cộng thêm nhiều cái tội khác nữa, cho nên cái hồ sơ để mà truy tố cái tội mà y sở hữu phim khiêu dâm trẻ em đó nó chưa có xong, nó cộng thêm những cái thứ khác. Thì mãi cho đến cuối tháng 9 vừa qua đó là giống như cả hai cái tội phía tòa mới có phán quyết. Thì thứ Tư vừa rồi đó là y đang ra tòa ngày cuối cùng để mà nghe là y sẽ ở tù bao nhiêu lâu, thì bây giờ y lại trốn mất. Thì bây giờ đó phía cơ quan điều tra liên bang của Tennessee họ đã vào cuộc, bởi vì họ nói rằng cái giống như cái report từ phía sở cảnh sát mà áp giải y đó là sở cảnh sát tên là Greenwood thưa quý vị, không có rõ ràng cái report, cho nên là cơ quan liên bang họ đã phải vào cuộc để mà điều tra. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp.
Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là phía sở cảnh sát, nhiều sở cảnh sát tại tiểu bang Tennessee đang truy lùng một nghi phạm đã trốn khỏi một cái xe áp giải của cảnh sát trong lúc ra tòa. Thì đây là ví dụ về cái xe cảnh sát của sở cảnh sát Greenville của Tennessee đây thưa quý vị. Bây giờ cái phía mà cơ quan liên bang đó họ nói làm thế nào mà những người áp giải lại không biết hay là không nghe, không thấy được là nghi phạm đã đập bể một cái cửa kính. Thì phía report của sở cảnh sát cho biết là đương nhiên cái người nghi phạm này đó thưa quý vị, Williams mặc đồ tù rồi tay đó thì bị còng và chân cũng bị còng luôn, rồi mới ngồi ở cái băng sau của cái xe cảnh sát, cái xe van như thế này thưa quý vị. Thì bây giờ đó hai cái người áp giải đó họ khẳng định là trên đường từ sở cảnh sát cho đến tòa đó thì họ không có ngừng lại, nhưng mà bây giờ phía cái report thì không nói là họ có nghe tiếng động gì hay không, nhưng mà họ nói phía cơ quan liên bang thì họ giải thích là giữa cái lúc đó đã không biết bằng cách nào mà Williams đã dùng cái gối của cái ghế ngồi đó thưa quý vị, y tháo ra được và thế là y dùng cái gối đó đập bể được cái còng và sau đó đập bể cái kiến của cái xe rồi y nhảy ra khỏi cái xe này thưa quý vị. Vậy mà hai người cảnh sát kia nói chung là làm tùm lum hết, vậy mà họ không biết gì hết. Chỉ đến khi mà đến tòa rồi đó, họ mở cửa ra, họ đi ra phía sau thì họ nói là họ mới thấy một cái cửa kính bị bể, nghi phạm mất tiêu. Thì bây giờ phía cơ quan liên bang họ nói là hai cái người cảnh sát này chắc chắn là sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Rồi quay trở lại nghi phạm thưa quý vị, thì phía cảnh sát cho biết là đến ngày thứ 6 đó thì họ nhận được điện thoại của một người chủ nhà vẫn ở thành phố Greenville thôi, tại vì y bị còng cái chân như vậy cho nên y chưa có chạy xa được. Cái người chủ nhà này đó thì nói là một người đàn ông lúc đó ông chưa có xem tin tức, mặc cái bộ đồ nhìn rất là kỳ lạ, không có mang giày, chân thì bị chảy máu và đặc biệt cái chân đó thì y cứ liên tục, lúc đầu y dùng giống như tay che cái chân nhưng mà sau đó thì ông thấy được là chân bị còng, chân chảy máu, thì có thể là lúc mà cái cửa kính xe bị bể đó y leo ra thì đã bị cắt trúng cái chân cho nên chân y chảy máu đầm đìa. Y gõ cửa xin gọi nhờ điện thoại nhưng mà đương nhiên nhìn với cái tướng như vậy thì người chủ nhà họ sợ cho nên họ không có mở cửa, không cho gì hết. Và sau đó cái ông này gọi điện thoại, nhưng mà từ lúc xuất hiện ở cái căn nhà này xong cho đến bây giờ luôn, phía cảnh sát nói là không có ai gọi là thấy cái tay này nữa. Nhưng mà qua cái trường hợp cái tay Williams này đã trốn thoát như vậy đó, cho thấy những cái sở cảnh sát địa phương ở tiểu bang Tennessee có vấn đề rất là trầm trọng. Tại vì khi mà tin tức y bị truy nã đưa ra đó, thì một công tố viên ở một cái thành phố lân cận nữa thưa quý vị, thành phố tên là Evans, bà công tố viên tên là Michaela Dow, bà này mới nói là bà vốn đang điều tra cái tên này ở cái thành phố này tại vì có hai người phụ nữ tố cáo là bị y tấn công tình dục. Thì bà nói là trong lúc bà đang mở hồ sơ điều tra đó thì cái phía cảnh sát mà ở thành phố Evans này đó lại không biết khi mà đến nhà của y đó, giống như chắc điều tra gõ cửa để mà hỏi, thì lại nói cho y nghe về tên của hai cái người phụ nữ đang đi tố cáo y. Đáng lý ra là giống như là sai luật hoàn toàn, không có được nói cho cái người đang bị điều tra biết về những người đang tố cáo mình, vậy mà sở cảnh sát ở Evans lại đi nói cho y biết. Thì bây giờ đó, phía hai người phụ nữ mà
tố cáo y, họ nói là họ đang lo sợ cho cái sự an nguy của mình, bởi vì cái tay này bây giờ đang trốn truy nã như vậy, họ không biết là y có quay trở lại đây tìm họ để mà trả thù hay không. Thì cái chuyện này lại cho thấy là cả những hai cái sở cảnh sát ở cái khu vực này làm ăn rất là tắc trách, và đến bây giờ phía Tennessee vẫn chưa có tìm được cái tay này. Và chúng tôi có một bản tin breaking news. Tuy nhiên breaking news này chưa được kiểm chứng chính thức với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ. Đặc biệt là ở tại Anh Quốc có hai tờ Mirror và Telegram. Hai tờ này đã từng loan tin là Tổng thống Putin bị ung thư rồi có nguy cơ đột tử. Thì sáng nay họ loan tin và có hai tờ này loan như thế này. Putin đã lên cơn đột quỵ vào tối chủ nhật trong căn chung cư riêng biệt và có được bảo vệ cẩn mật. Thế nhưng chưa biết chuyện gì xảy ra. Một lần nữa, cần được kiểm chứng, và đây là bản tin chi tiết thưa quý vị. Của tờ Telegram rồi tờ Mirror cũng trích thuật lại, và Telegram cũng có một chi nhánh ở tại Hoa Kỳ này. Thì sáng nay họ loan tin và được một ký giả tên là Tim McNerney. Trong 6 tiếng đồng hồ vừa qua, Vladimir Putin bị đột quỵ và đã tạo nên một cơn báo động khẩn cấp trong số nội bộ của Điện Kremlin và đưa một bức ảnh của Putin. Tuy nhiên như chúng tôi đã thưa đó, là chúng ta chờ đợi để xem cái sự việc này như thế nào. Bởi vì phần lớn những cái tin tức liên quan đến số phận của một người lãnh đạo, nhất là của Nga, Trung Quốc đó, tin thì loan như thế, không ai thực sự biết chuyện gì xảy ra. Thí dụ như họ nói là Putin đã từng bị ung thư, nhưng mà trong suốt thời gian qua có thể được chữa trị. Một số những cái chuyên gia về y tế đó, rồi phân tích thì họ nhìn thấy cái cảnh mà Putin tay run rồi đủ thứ hết, nhưng mà được chữa trị thì coi như lành một thời gian qua rồi y lại xuất hiện, thậm chí tiếp tục có các cuộc họp. Thì chưa biết cái tình hình này, chờ đợi xem trong những ngày tới liệu rằng sau cơn đột quỵ, nếu có thưa quý vị, cơn đột quỵ này, thì liệu rằng Putin ngày hôm nay hoặc là vài ngày tới đây có xuất hiện hay không trong các cuộc họp quan trọng với giới chức lãnh đạo liên quan đến tình hình tấn công Ukraine. Cái tin tức này đưa ra vào thời điểm mà họ nói rằng là phía quân đội Nga vừa thất bại một trận nặng nề tại một thành phố nhỏ, mà bất ngờ tướng Nga ra lệnh cho quân đội tấn công. Nhưng mà phía Ukraine ngày hôm nay họ có các vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là loại bom chùm. Khi mà thả xuống á, cả những binh sĩ nào hiện diện trên mặt đất đó là có thể bị giết chết hoặc bị thương nặng nề. Tin tức ngày hôm qua chúng tôi ghi nhận được trong một trận đánh, quân đội Nga đi vào mà không biết họ tính toán như thế nào đã bị Ukraine chờ đón. Và vì thế cả 100 chiếc xe tăng, đó là tin tức ghi nhận được, Ukraine giết ít nhất trong một ngày thôi 1.400 binh sĩ Nga thiệt mạng trong một ngày, một trận chiến đó. Rồi mấy trăm chiếc xe tăng, rồi thiết giáp vân vân, thiệt hại nặng nề. Có thể thôi, đó là tin tức đã dẫn đến cái sự thất bại quá lớn và lại tổn thất thêm nữa, trong khi vũ khí của Nga càng ngày càng kiệt quệ. Có thể nghe cái tin tức đó và thấy không thắng nổi ở một thành phố nhỏ đã khiến cho Putin nổi cơn giận dữ và có thể vì thế và đột quỵ qua đêm. Bản tin chỉ nói rằng là có hai những người mà đứng canh gác phòng vệ cho Putin phía bên ngoài cái căn chung cư đó. Nói là chung cư nhưng mà thực sự nó là một cái khu rất là sang trọng, đã chạy vào và nhìn thấy Putin nằm trên sàn nhà, mắt đó thì là trợn trừng lên, rolling his eyes, mắt cứ trợn trừng xong quay vòng vòng. Bác sĩ ngay lập tức tới nơi và kiểm tra người đàn ông 71 tuổi, rõ ràng là vừa trải qua cơn đột quỵ cardiac arrest. Sau đó Putin được đưa vào một cái khu vực điều trị khẩn cấp đặc biệt bên trong cái khu chung cư này. Và hiện nay underwent intensive care, nằm trong cái khu vực điều trị khẩn cấp và đặc biệt. Thì đó là những gì chúng tôi ghi nhận được. Một lần nữa,
chưa có nguồn tin tức nào của CNN, NBC, ABC kiểm chứng cả. Mà bản tin này cũng đến từ cái gốc mà họ nói rằng trước đây đó, Putin bị ung thư rồi có thể đột tử. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, mới đây đó thì có một người phụ nữ ở tại Atlanta. Đây là bà Sarah Hodgkin, Sarah Hodgson. Bà cho biết là trong lúc mà bà đang đi du lịch đó, thì bây giờ bà vẫn đang tìm kiếm câu trả lời là không hiểu bằng cách nào mà những cái công ty phá dỡ nhà địa phương đó thưa quý vị, với lại chính quyền của thành phố ở tại Atlanta lại có thể phá hủy hoàn toàn cái căn nhà của bà như thế này. Thì bây giờ bà đang chuẩn bị kiện cái công ty đó. Vì đây là hình ảnh cái căn nhà của bà ở một cái khu vực cũng khá là hoang vắng. Nó cách Atlanta khoảng đâu gần 30 dặm thưa quý vị. Thì bà nói là bà Hodgson nói vào tháng trước bà vẫn đang đi du lịch thì nhận được cuộc điện thoại của người hàng xóm. Tại vì giống như chắc bà cũng có nhờ hàng xóm trông nom, bà nói là cái căn nhà này đó là bà được cha mẹ để lại 15-20 năm nay rồi. Bà không sống ở đây nhưng mà bà vẫn để đó. Thì cái người hàng xóm mới gọi bà, mới hỏi là ủa bà thuê công ty để mà phá dỡ nhà hả? Thì bà này bảo ngạc nhiên lắm, bà nói không hề có. Nhưng mà người hàng xóm nói là bây giờ đó họ phá gần sắp sập hết rồi, họ không có ngăn được. Cho nên là bà Hodgson đó mới phải gọi giống như là người nhà ở tại cái địa phương này. Thì khi mà người nhà đến đó là coi như là căn nhà hoàn toàn bị phá sạch. Nhưng mà họ đã giống như là kêu những cái công ty này đó, họ muốn nói chuyện với cái người supervisor, đòi coi cái work permit. Thì khi mà cái ông supervisor của cái công ty này đó, ổng lấy cái permit ra hai bên coi, thì lúc đó ổng mới tá hỏa là ổng đã đến lộn địa chỉ nhà và ổng đã phá lộn cái căn nhà. Nói chung căn nhà bà này là không có cái gì hết. Thì bây giờ thế là ngay lập tức nguyên đám người công ty này mới thu gom xe cần cẩu này nọ bỏ đi, để lại cho gia đình bà Hodgson nguyên một cái đống rác như thế này. Thì bà nói là bà phải giống như là cut short cái chuyến du lịch chạy, bà bay về đây. Thì bà nói thứ nhất là căn nhà này của bà đó, tại vì giống như là mấy chục năm không có ở, thì tất cả cửa sổ với cửa chính đó là bà đóng ván lại hết, giống như bà sợ homeless vào ở. Nhưng mà bà nói là cái sân ngoài, sân sau gì đó là bà đều thuê người đến cắt cỏ, nói chung là nhìn là không có giống nhà hoang, và bà trả thuế này nọ đầy đủ. Cho nên bà nói không có cái lý do gì mà phía địa phương này lại lầm lẫn căn nhà của bà. Thì bây giờ bà nói là cái chuyện xảy ra đó đã gần 2 tuần mà bà gọi cho cái công ty mà phá dỡ nhà này đó không có được, nghĩa là họ không bắt phone, và chính phía cái công ty này bây giờ cũng không có liên lạc lại với bà để mà giống như là có thiện chí giải quyết cái việc này. Cho nên bà nói là sáng ngày hôm nay bà đã tìm luật sư để mà kiện cái công ty. Và bây giờ bà nói là bà cũng muốn kiện luôn cái hội đồng thành phố này. Tại vì giống như là hình như bà nói là trong cái quá trình mà xin giấy phép đó, là phía thành phố đã sơ suất trong cái việc mà đi đến để mà kiểm tra chứng thực một lần trước khi mà những cái công ty đến phá dỡ nhà. Thưa quý khán thính giả, đây là hình ảnh của hai mẹ con đã từng bị bọn Hamas tấn công và bắt làm con tin, người gốc quốc tịch Hoa Kỳ, và hai mẹ con này đã được trả tự do vào tuần trước.
Thế nhưng từ hôm thứ Sáu, sau khi bên phía chính phủ Hoa Kỳ nhận được hình ảnh và đồng thời lực lượng binh sĩ Do Thái đã đưa hai người về đến nơi an toàn, thì đó là một trong những tin vui. Thưa quý vị, vấn đề ở đây đó, khởi đầu đó, bản tin ghi nhận đó, là chính phủ Hoa Kỳ đã liên lạc với chính phủ của Qatar, một trong những quốc gia Hồi giáo Ả Rập rất quan trọng. Qatar trong thời gian qua đóng là vai trò trung gian thương lượng giữa phía Hoa Kỳ và Iran. Chúng ta cũng nhớ đó là Qatar đã đứng làm trung gian thành công để thuyết phục chính quyền ông Biden giải tỏa cái số tiền 6 tỷ Mỹ Kim tiền dầu mà Qatar đang đóng băng của Iran để đổi lại Iran trao trả các con tin người Mỹ về cho phía Hoa Kỳ. Phía Iran trước khi mà xảy ra cái vụ tấn công của Hamas đó, cũng có thiện chí, bởi vì họ cũng đã có những cái liên lạc với chính quyền Ả Rập. Mà chúng ta cũng biết đó, cái khối Ả Rập với Iran đó, là nó kình chống nhau trong thời gian qua giữa phe nhóm Hồi giáo Sunni và Shiite. Thì cái chuyện đó đang diễn biến tốt đẹp thì đùng một cái xảy ra cái vụ Hamas tấn công mà người ta nói rằng chắc chắn là phía Iran đã biết và hậu thuẫn Hamas trong thời gian qua. Mặc dù tin tức nói rằng có một số các giới chức lãnh đạo của Iran bất ngờ không hề tưởng được là Hamas tấn công. Nhưng mà lý do ở đây đó là Hamas và quân đội Kurds của lực lượng mà Hồi giáo của Iran á, chỉ báo cáo trực tiếp đến người đại giáo chủ mà thôi. Chính vì thế trong cái cuộc mà thương thuyết đang diễn biến thì Iran có vẻ giận dữ lắm, bởi vì sau đó thì Hoa Kỳ yêu cầu là tiếp tục đóng băng. Áp lực của phía Do Thái và phía Mỹ đó cũng vậy đó. Và thậm chí ông Trump đã lên tiếng nói rằng đổ lỗi là vì chính phủ Biden đã thương lượng với Iran giúp cho 6 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà họ nói rằng cái chuyện đó là cái chuyện mà đổ lỗi rất là vô lý, bởi vì Iran đâu có cần tới 6 tỷ để mà hậu thuẫn cho Hamas. Hậu thuẫn cho Hamas là cả mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà Iran giận dữ bởi vì giống như là Hoa Kỳ thất hứa, Qatar đứng giữa thì họ đồng đang thương lượng những vấn đề này. Thì được một cái đó là Qatar đã thuyết phục với phía Hamas là nên cho một cái cơ hội để có thể tiến tới giải thoát các con tin người Mỹ. Hiện nay vẫn còn có khoảng cả chục con tin người Mỹ đang bị Hamas giam giữ. Và giữa Hoa Kỳ và phía Iran đã có những cái thỏa thuận và phía Hamas đồng ý trên nguyên tắc là có thể giải quyết vụ xung đột giữa Do Thái Hamas một cách êm thấm hơn. Và đó là lý do họ mới trả hai con tin này. Thì bản tin ngày hôm nay đó cho biết là ngày hôm qua và từ hôm thứ Sáu đến giờ, hôm thứ Sáu chúng tôi loan tải quý vị tin tức liên quan tới Do Thái có lẽ là thứ Bảy sẽ thực hiện vụ đổ bộ, bởi vì ngày thứ Sáu họ chuẩn bị hết rồi. Và tin tức ghi nhận là ngay cả ông Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái và các tướng lĩnh, tư lệnh chiến trường đã ra lệnh cho quân đội Do Thái chuẩn bị tư thế sau khi họ dàn trận đầy đủ hết rồi để chuẩn bị đổ bộ vào phía bắc của dải Gaza. Thế nhưng từ hôm thứ Sáu, tưởng rằng thứ Bảy Chủ nhật sẽ tấn công, thì đến sáng ngày hôm nay thứ Hai đó, thì bản tin lại nói rằng tối ngày hôm qua, đích thân ông Biden lại một lần nữa thảo luận vấn đề tìm cách giải thoát con tin người Mỹ đang kẹt lại trong dải Gaza này. Và bên phía Mỹ rất quan tâm, bởi vì gia đình những người Do Thái, nói là người quốc tịch Mỹ nhưng mà gốc của họ là cũng là gốc Do Thái. Đó là lý do họ sang Do Thái để vui chơi trong cái lễ hội. Và vì thế các gia đình này áp lực, và phía Mỹ, quý vị để ý đó, vấn đề giải thoát con tin luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ. Và vì thế họ không dám có những cái hành động quá mạnh tay đối với Nga, nếu mà Nga đang cầm giữ các con tin, trong đó có nhà báo Mỹ, vân vân, hoặc là Bắc Hàn, hay là với kể cả trong trường hợp này Iran, rồi bây giờ là tới phiên Hamas nữa, họ vẫn muốn dồn nỗ lực thay vì chiến tranh thì tìm cách
thương lượng. Cái thương lượng là cái con đường giải quyết ổn thỏa và tốt đẹp nhất để giải thoát các con tin này. Cái vấn đề quan tâm ở đây đó, Do Thái vào sáng ngày hôm nay tuyên bố Hamas đang giam giữ 222 con tin, trong đó có những con tin quốc tịch Mỹ nữa, chòm chèm vào khoảng trên dưới 15-16 con tin, mới giải thoát được có 2 con tin thôi, còn lại là vào khoảng 14 con tin, theo bản tin ghi nhận được, có thể trên dưới. Nhưng mà vấn đề chính ở đây đó là liệu rằng Do Thái sẽ trì hoãn cuộc tấn công đổ bộ nào đến khi nào? Bởi vì ông Biden nói chuyện với ông Netanyahu tối ngày hôm qua đó, vẫn một mực đó là yêu cầu khoan, đừng tấn công vào lúc này. Bởi vì nếu mà Do Thái tấn công vào lúc này mà xảy thêm những cái vụ mà dẫn đến các chiến binh Hamas hoặc là các chỉ huy Hamas mà tử trận đó, thì có thể Hamas đã từng khuyến cáo và đe dọa rằng họ sẽ giết từng con tin một và đưa các hình ảnh chặt đầu hoặc là như là xử tử gửi về cho phía gia đình người Mỹ, thì càng gia tăng thêm cái sự khó khăn mà người ta không muốn xảy ra vào lúc này. Thì đó là lý do mà tại sao cái cuộc đổ bộ vào miền Bắc Gaza bị trì hoãn ít nhất là 2 ngày, thứ Bảy và Chủ Nhật. Nhưng mà chưa biết được cái tiến trình này sẽ như thế nào và liệu rằng Netanyahu có sẵn sàng đổi lấy mạng sống của 222 con tin này. Ít nhất là chúng ta thấy đó là 200 con tin người Do Thái, trong đó kể cả các binh sĩ Do Thái nữa, cũng bị bắt làm con tin nữa. Thì cái diễn biến này vô cùng khó khăn cho chính phủ Do Thái, Hoa Kỳ. Bên phía Hamas họ đâu có care đâu. Bây giờ ngay cả người dân Palestine cũng chết hàng loạt. Số liệu mới nhất ghi nhận được 5.000 người Palestine đã chết trong các đợt tấn công vừa qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các bản tin này và gửi đến quý vị các bản tin cần thiết trong các chương trình thường lệ của đài. Ngày mỗi thứ hai hàng tuần, chúng tôi để đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Kim và Kim Thư Chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Mỗi thứ hai hàng tuần, chúng ta đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến hầu bao và đầu tư. Gửi lời chào Anthony. Chào anh, chào anh, kính chào quý vị. Hồi sáng này tôi báo cáo về cái tình hình kinh tế của nước Mỹ và nếu anh nhìn qua thì anh thấy đó, mặc dầu cổ phiếu thì đi xuống. Bởi vì giới đầu tư hiện nay, đó, chúng ta nói là tháng 9, tháng 10 vân vân vào cuối năm đó, thì thường thường năm nào cũng thế đó. Yeah. Tình hình của đầu tư nó xuống dữ lắm. Nhưng mà thực sự đó là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng trưởng 3 tháng vừa rồi đó. Trên 4% trong cái nền kinh tế vài chục ngàn tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Những con số như vậy, nhưng mà trên thị trường nó có hai phần. Một phần đó là cứ chú trọng vào những cái chính sách của ngân hàng liên bang với lại cái lãi suất. Đó, cứ lo về lãi suất không ạ. Còn một phần đó là gọi là optimist thì tập trung vào những cái công ty mà nó gọi là có chất lượng cao, có giá trị nè ha, và trị, đầu tư lâu dài, có nền tảng vững chắc. Vâng, vâng. Bây giờ có thể xuống nhưng mà về lâu về dài thì tăng lên, chẳng hạn như Coca-Cola hoặc là Walmart hoặc là Boeing vân vân. Đây thì những công ty mà có một cái sản phẩm mà anh sử dụng hàng ngày, nha. Anh biết là cuộc sống chúng ta bây giờ cái dựa trên vào những cái máy tính rất là mạnh, phải không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái chính chất bán dẫn là cái semiconductor bộ não của những cái máy điện tính này, cái điều gì mà làm cho những cái con chip này nó càng ngày càng nhanh hoặc là tồn tại, cái đó là cái nó gọi là khoa học vật liệu, applied materials. Thì cái công ty applied materials ký hiệu là AMAT, công ty này đã lâu đời rồi. Công ty
Applied Materials này cung cấp giải pháp kỹ thuật để sử dụng, để sản xuất hầu hết là tất cả những con chip mới và những cái mà màn ảnh mà tiên tiến trên thế giới. Đặc biệt là trong vấn đề thực dụng đó, có thể sản xuất thành những cái loại máy vào phục vụ cho con người đó, chứ không phải là lý thuyết nữa, mà họ chế tạo ra những cái máy. Công ty Amat, công ty Applied Materials này, biết cái doanh thu revenue đó là đã tăng 16 quý liên tục. Cái doanh số bán là đã vượt qua 26 tỷ rưỡi, mà trong đó là 60% doanh thu đó từ các, nó gọi là subscription, là đăng ký có tỷ lệ là gia hạn hơn 90%, cái renew rate đó. Vâng, hiện tại bây giờ thì đang có một cái plan là để mua lại những cái cổ phiếu repurchase đó, giá trị là chừng 13 tỷ. Vâng, cái EPS, earning per share, hiện tại là 7.09 đồng, dự kiến sẽ tăng lên gần 9 đồng next year. Vâng. Cái lợi nhuận hoạt động là 29-30%. Thì mua dưới 135 đồng cái giá là được, nhưng mà nên nhớ dùng cái 25%. Đang trên đà tăng tiến, thưa quý vị, và một khi các công ty Hoa Kỳ và ngoại quốc tiếp tục tăng trưởng dựa trên các đơn đặt hàng, thì Applied Materials lại tiếp tục tăng trưởng. Công ty này có là 17.000 bản quyền sáng chế, tức là patent. 17.000 patent, nhãn hiệu cầu chứng tại tòa. Rồi, về kinh tế này thì có suy thoái hay không? Thì có một công ty có kế hoạch để mà, công ty này nó gọi là công ty về bất động sản thương mại. Nha, có kế hoạch để thực hiện tăng cổ tức, tức là như là perpetual, tức là vĩnh viễn đó. Hiện tại bây giờ cái tỷ suất là cái chừng 5.3%. Công ty này là, anh biết trong cái thị trường bất động sản, thị trường địa ốc thương mại đó, thì cái lĩnh vực nó gọi là tự lưu trữ, tức là self storage, trong thời gian dài cái lĩnh vực này là outperform những cái bất động sản khác, phải không? Đó. Công ty CubeSmart, CUBE, thị trường lưu trữ, tự lưu trữ đó là dự kiến sẽ tăng là mỗi năm từ đây đến 2027, mỗi năm là 7.5%. Tức là chỉ là storage thôi á. Physically, có nghĩa là bây giờ, hay là cái nhà kho, cái thị, nhà kho đó rồi. Bây giờ cái thị trường tốt đó, thì anh có thể anh move up, anh mua nhà mới, rồi anh dự trữ những cái đồ đạc cũ. Phải không? Hoặc là thị trường xuống, anh downsize, anh cũng phải mướn nhà kho. Coi như cái nhà kho là thực sự, tụi tôi thấy đó, những cái khu vực địa ốc mà có miếng đất trống đó, họ không có xây nhà kho nữa, họ xây nhà không à, cho nên nhà kho càng ngày càng ít đi. Không, nhưng mà trong cái thị trường nhà kho đó thì anh chỉ cần có 60% occupancy, là cái tỷ lệ chứa đầy vậy thôi đó, để mà 60% thôi là lời rồi. Để mà lời. Anh biết cái công ty CubeSmart này đó, cái tỷ lệ chứa đầy là 92%. Wow. CubeSmart sở hữu và vận hành 1338 cơ sở tại thị trường trên 41 tiểu bang và có hơn 175.000 khách hàng. Cái lợi nhuận hoạt động là hơn 34%. Trong khi đó cái chi phí vốn đã giảm từ 468 triệu hồi 2020 xuống còn có 31 triệu năm nay thôi. Anh biết thâu tiền vào mà tiền chi phí ra là rất không còn, tức là nó giảm xuống. Cái khuyên hướng là đang đi lên đó, thưa quý vị, bởi vì mức thấp nhất là 34.76 đồng, trị giá cổ phiếu ngày hôm nay là 35.39 đồng, vẫn còn cái khoảng để mà tăng lên tới 49 đồng. Chưa hết á, là không những vậy mà còn chia cổ tức là 5.54% nữa, vẫn còn chia lời. Đó thì bởi vì mình nói là không cần biết là ly nước lên xuống như thế nào cũng được. Nửa đầy, công ty này vẫn có cái lợi tức của nó. Mà ngay cả bây giờ quý vị mua có đúc xuống, xuống thấp nhất đó, nó chỉ khoảng mất thêm 1 đồng nữa thôi. Là mức thấp nhất trong thời gian qua. Ấy vậy mà quý vị còn được chia cổ tức nữa. Cho nên là cái khuyên hướng nó đi lên. Sau đây thì xin cập nhật về cái thị trường bảo hiểm. Anh biết là Geico
là lay off 2,000 employee. Tôi thấy Geico bán đắt quá. Bao nhiêu lần tôi lên tôi coi xem thử đó. Mà không biết sao Geico sống được. Từ tháng 8 hồi năm ngoái đã đóng cửa local office rồi. Nhưng mà hôm nay đó thì là tức là lay off employees. Trong khi đó đó thị trường bảo hiểm nhà đó Farmer với lại USAA đã tăng coi trong 2022 đến 2023 Farmer tăng bảo hiểm nhà 30%, USAA 18%. Em biết tức là cái số đơn policy mà họ nắm trong tay đó hạn tăng lên được như vậy. Dạ. Wow. Cái giá bảo hiểm tiền bảo hiểm nhà. Giá bảo hiểm nó tăng lên 30% á hả? Dạ. Wow. Tất cả những cái hãng bảo hiểm này hầu hết là ngưng bán bảo hiểm. Wow. Ở California. Là. California. Dạ. Farmer vẫn còn viết nhưng mà rất là nó gọi là limited. Nhưng bảo hiểm đây anh nói chung chung là bảo hiểm nhà hay là bảo hiểm xe hay cả là bảo hiểm gì? Anh biết cái lý do mà những hãng bảo hiểm mà ngưng viết hoặc là rút khỏi ra California đó, cái tiền sửa xe, cái tiền bảo trì xe từ 2019 cho đến 2023 lên là 33% nhá. Cái giá xe cũ cao lên cao thì đã làm cho cái nó gọi là cái chi phí, cái tiền thay thế đó lại tăng lên. Cái tỷ lệ với mức độ nghiêm trọng của tai nạn xe ngày càng tăng. Rồi thảm họa môi trường nó thường xuyên xảy ra nhiều hơn. Cái quy định của liên bang để mà đã gây khó khăn cho các công ty về cái việc mà đáp ứng. Thì đó là những cái lý do mà tại sao bảo hiểm rút ra khỏi California không biết nữa. Có nhiều khách hàng hỏi rất là buồn cười, nói xe tôi không có đụng ai, không có gì hết, tại sao lên giá? Đây vẫn là, lên giá như thường. Dạ, cái tiền sửa, cái tiền thay lạm phát, rồi tiền nhân công, rồi đủ hết các cả cái chi phí. Nó, rồi cái nói là, ủa người ta đụng chứ đâu, tôi đâu phải đụng đâu mà đúng lên giá tôi. Nói là bán hàng, cái đâu có chọn mặt mà lên giá. Không? Thì cái đó là cái sự thật đó là những cái tiền mà sửa chữa của xe, của nhà đã tăng lên. Đó. Và điều này lại khổ thưa quý vị, khi mà mua bảo hiểm á, mình phải đừng có ỷ y vào vấn đề mà bảo hiểm nó đền. Cố gắng giữ làm sao cái hồ sơ của mình càng sạch càng tốt, phải không anh? Dạ, đúng. Bởi vì nếu mà quý vị nghĩ một công ty mà bây giờ đi tìm một công ty mới mua đó, Hiện tại nhức đầu lắm. Là không còn cái sự lựa chọn của người mua nữa. Đó, nên cái thị trường này thị trường của hãng bảo hiểm chứ không phải của người tiêu thụ. Dạ, cảm ơn Anthony rất nhiều. Dạ, quý vị có thắc mắc liên lạc với Anthony liên quan đến vấn đề bảo hiểm hoặc là cái những cái con số liệu thông tin chúng tôi gửi đến với ngày hôm nay. Chúc anh một cuối tuần thật vui. Cảm ơn. Dạ. Xin kính chào quý vị. Trân trọng kính chào và mời quý vị vào trong trang nhà hoặc là YouTube, nếu vào xin nhấn nút subscribe và nút like quý vị nhé.